Hiện nay, các trang trại gia súc lớn như trâu, bò đang ngày càng phát triển, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người chăn nuôi. Để đạt được điều đó, ngoài cách chăm sóc hợp lý, vật nuôi luôn cần được cung cấp đầy đủ thức ăn và dinh dưỡng. Hiểu được điều đó, công ty Bình Minh chúng tôi cho ra đời dòng sản phẩm máy băm cỏ 4T với năng suất cao, giúp nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi, đem lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Máy băm cỏ 4T sử dụng động cơ 7.5 kW 3 pha, hệ thống dao băm được cấu tạo bởi 3 dao to và 9 búa đập. Các nguyên liệu được đưa vào buồng làm việc một cách đơn giản bởi hệ thống băng tải truyền chuyển động và lô cuốn. Các nguyên liệu sau khi đưa vào buồng làm việc sẽ được làm dập rồi đưa vào buồng băm, như vậy gia súc có thể dễ dàng ăn và tiêu hóa. Cỏ sau khi băm có thể cho vật nuôi ăn ngay hoặc ủ chua, cho vật nuôi ăn dần, ủ làm phân hữu cơ. Máy băm cỏ 4T có khả năng làm việc vô cùng hiệu quả. Trung bình mỗi giờ, máy có thể cho năng suất từ 3 đến 4 tấn, cung cấp đầy đủ thức ăn cho vật nuôi một cách nhanh chóng. Máy có thể băm đa dạng các nguyên liệu như cây ngô, cỏ voi, bã mía, rơm, giúp làm phong phú nguồn thức ăn cho vật nuôi và tiết kiệm chi phí nhiều hơn. Nhờ thiết kế lô cuốn khá đặc biệt, nguyên liệu sau khi băm được đập dập, nhờ đó vật nuôi có thể ăn các loại phụ phẩm nông nghiệp dễ dàng hơn. Máy băm cỏ đa năng 4T được sản xuất tại xưởng với thiết kế khung máy chắc chắn, giảm thiểu khả năng bị rung lắc trong quá trình hoạt động. Trên khung máy có gắn bánh xe, bạn có thể dễ dàng di chuyển khi cần thiết. Bên cạnh đó, cửa xả dạng cổ dài của máy băm cỏ đa năng 4T giúp người sử dụng có thể vừa băm và xả ra sản phẩm ở trong thùng chứa hoặc là thùng xe, tiết kiệm được thời gian và công sức cho người lao động. Máy được sản xuất tại xưởng với hệ thống máy móc hiện đại, chúng tôi tự tin khẳng định sản phẩm của mình trên thị trường. Máy được bảo hành 6 tháng, kỹ thuật hỗ trợ trọn đời máy, linh phụ kiện thay thế dễ dàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số hotline để được hỗ trợ tốt hơn. Cảm ơn quý khách hàng đã lắng nghe, chúc quý khách hàng làm ăn hồng phát.